Hôm nay, chúng ta sẽ học về đường tiếp tuyến của hình tròn và cách vẽ hình tròn tiếp xúc với hai đường thẳng. Ta sẽ vẽ một cung lên hai đường thẳng nối từ tâm O. Đặt kim của cơm ba ở vị trí tâm O, ta sẽ vẽ sao cho trùng lên hai đường thẳng. Hãy cố gắng không vẽ quá to. Tiếp theo, ta sẽ vẽ hai cung giao nhau bên trong hai đường thẳng. Ta vẽ bằng cách đặt tâm từ mỗi giao điểm của cung vừa dựng với đường thẳng AO, BO. Hãy cố gắng vẽ sao cho không thay đổi độ lớn. Nối điểm O với giao điểm. Như vậy, ta vẽ được đường phân giác góc AOB. Ta đặt tâm ở giao điểm và vẽ một hình tròn bằng cơm 3. Như vậy, ta vẽ được hình tròn giao với hai đường thẳng. Thật ra, vẽ từ điểm bất kỳ trên đường phân giác thì ta đều có thể vẽ được hình tròn tiếp xúc với hai đường thẳng. Chúng ta sẽ cùng vẽ thử. Chúng ta đã vẽ được một hình tròn. Tiếp theo là phần luyện tập. Sau khi câu hỏi hiện ra, các em hãy bấm nút để màn hình dừng lại và sau đó mới thực hiện giải bài. Giải xong thì bấm nút để câu hỏi hiện lên và khoanh tròn vào câu mình vừa giải. Cho dù trong trường hợp góc AOB là góc tù, thì ta cũng có thể vẽ được nhiều hình tròn đồng dạng với nhau. Các em có làm đúng không? Cuối cùng là phần ôn tập là bài ngày hôm nay. Ta sẽ vẽ một cung lên hai đường thẳng nối từ tâm O. Ta vẽ hai cung tròn giao nhau bên trong đường thẳng với tâm là từ điểm ở bước 1. Đường thẳng nối điểm O và giao điểm ở bước 2 sẽ trở thành đường phân giác góc AOB. Ta có thể vẽ hình tròn tiếp xúc với hai đường thẳng với tâm là giao điểm ở bước 2. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc.